Những trận mưa lớn mà chính quyền Trung Quốc nói rằng ngàn năm có một đang tàn phá thành phố Trịnh Châu. Điều đáng chú ý, trong cơn mưa như chút nước, bầu trời ở thành phố này lại xuất hiện một dị tượng vô cùng kỳ lạ. Trước khi mưa bão, chim én đã hoảng loạn bay loạn xạ ngập trời như báo hiệu một đại nạn sắp tới. Đã có rất nhiều ý kiến khác nhau về dị tượng này của người Trung Quốc khi được đăng trên mạng. Có người cho rằng đây là một con rồng bay ẩn sau những đám mây đen của cơn bão. Cũng có ý kiến cho rằng những đốm sáng trên trời là do UFO. Lại có ý kiến khác nói rằng oan hồn đang gọi tên chính quyền Trung Quốc bởi số người tử vong do trận lũ lịch sử tại Trịnh Châu không phải vài chục người mà con số lên tới hàng trăm hàng ngàn người, nhưng chính quyền không thông báo. Ngoài ra thì người dân ở đây tin rằng thảm họa này không phải hoàn toàn do mưa lớn mà do chính quyền đã lén xả đập trên thượng nguồn giữa cơn lũ, đã không thông báo cho người dân biết. Để chứng minh cho điều này, người dân đã lấy nơi kinh hoàng nhất có lẽ là đường Hợp Kinh Quảng. Các video quay lại cho thấy quân đội đã vào cuộc, chính quyền căng dây xung quanh không cho người dân tiếp cận, người thân của nạn nhân không được tới gần. Người dân đặt ra câu hỏi tại sao lại vô lý đến vậy? Đường hầm Kinh Quảng là thảm cảnh của thành phố, rất nhiều người bị mắc kẹt và một lượng lớn ô tô bị dòng nước đẩy vào trong, ô tô chồng chất lên nhau. Mạng xã hội bên Trung Quốc nhận định rằng có thể còn hàng trăm người trong hầm chưa được giải thoát. Các video do người dân quay lại nói rằng mức nước đã dâng 6 mét trong hầm, không có gì cản được dòng nước lũ. Vì vậy họ đã nghi ngờ một trận mưa lớn làm sao có sức mạnh kinh hoàng khiến mực nước dâng cao 6 mét, cuốn trôi cả trăm chiếc xe như vậy. Điều đó chỉ có thể do chính quyền đã lén xả lũ ở đập mà không thông báo cho người dân. Có thông tin nghi ngờ, vì để an toàn cho công trình dẫn nước từ miền Nam ra miền Bắc, nên cơ quan chức năng đã bí mật xả lũ hồ chứa gây ra thảm họa. Trịnh Châu nằm ở giải chuyển tiếp từ Trung và Hạ Lưu sông Hoàng Hà, địa thế tương đối thấp. Phân tích từ góc độ địa lý học thì Trịnh Châu nằm ở vùng lũ lụt. Sông Hoàng Hà ở Trịnh Châu đã trở thành huyện sông, tăng thêm độ khó cho việc thoát nước và phòng chống rủi ro lũ lụt. Ngày 20 tháng 7, thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam gặp phải trận lũ lớn hiếm có. Toàn bộ thành phố đã bị nước lớn chảy xiết tàn phá. Tình hình trung tâm thành phố Trịnh Châu buổi trưa ngày 20 tháng 7 được người dân ghi lại và chia sẻ cho thấy, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, khoảng nửa tiếng đồng hồ, toàn bộ con đường đột nhiên bị nước lũ nhấn chìm. Đây không phải là do mưa lớn nhiều ngày gây ra, mà là do hứng chịu, lũ đột ngột ập đến. Mực nước ở Trịnh Châu đột nhiên dâng cao trong vòng hơn nửa tiếng đồng hồ. Vì lẽ đó, cư dân mạng nghi ngờ chính quyền âm thầm xả lũ. Trong chốc lát mực nước dâng cao, chính quyền không đưa ra cảnh báo trước khi xả lũ, tàu điện ngầm không ngừng hoạt động nên mới dẫn đến thương vong về người. Trên mạng vẫn còn lan truyền thông báo được đưa ra ngày 20 tháng 7 của Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt thành phố Trịnh Châu. Theo đó, trong cùng ngày, hồ chứa Thường Trang xuất hiện tình hình nguy hiểm do gì và đang xả lũ khẩn cấp. Đồng thời để đảm bảo an toàn, công trình chuyển nước từ Nam ra Bắc, đập chặn nước chảy ngược lại bắt đầu xả lũ với lưu lượng lớn. Thông báo nội bộ ghi rõ là không được công bố cho người dân phổ thông trong thành phố. Nhiều người nghi ngờ kiểu xả lũ không cảnh báo trước này không khác gì là mưu sát, không thể hiểu rõ được vì sao chính quyền lại làm như thế này. Thảm họa lũ lụt ở rất nhiều nơi đều là do chính quyền xả lũ không cảnh báo trước gây ra, có lúc còn âm thầm lén lút mở cửa đập trong đêm. Họ cho biết, thông tin từ người trong nội bộ tiết lộ liên quan đến hồ chứa xả lũ dùng lời nói của quan chức địa phương hồi năm ngoái thì là hồ chứa xả lũ chỉ có thể âm thầm lén lút xả, không thể ra thông báo. Nếu ra thông báo thì sẽ liên quan đến vấn đề bồi thường cho các thôn làng, hộ chăn nuôi và hộ trồng trọt, doanh nghiệp ở hạ nguồn kênh dẫn nước. Nếu không thông báo thì coi như là một loại thảm họa tự nhiên thì sẽ không phải bồi thường. Thực sự thì việc xây đập tràn lan đã gây nhiều thương tâm đến người dân Trung Quốc. Các thành phố đang nằm dưới quả bom nước hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào nếu mưa to tiếp tục tiếp diễn. Video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại nhé!